Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và trong ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tới một cái chỗ bán xe các bạn. Mình sẽ giới thiệu các bạn một cái loại xe mới, một cái loại xe cũng được khá được phổ biến ở nước Mỹ này. Nó được gọi là RV các bạn. RV là viết tắt của cái chữ Recreational Vehicle. Nó là dịch ra tiếng Việt nó là xe cắm trại nha các bạn. Thì ở đây là một cái dealer nó chuyên mua bán xe cắm trại, xe cũ có, xe mới có. Thì ngày hôm nay mình xin mời các bạn cùng theo chân mình để tìm hiểu về cái thể loại xe này nha các bạn. Mình không biết ở Việt Nam có sử dụng nhiều hay không, nhưng mà ở Mỹ nó được, rất là được ưa chuộng các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu cùng nhau tìm hiểu những loại xe này như thế nào nhé các bạn. Đi thôi. Thì cái chỗ này nó tên là John nha các bạn, pre-owner John. Nó chuyên bán về RV sale nha các bạn. Nó chuyên bán xe RV. Thì mình quay sơ cái xung quanh này, khung cảnh xung quanh này nha các bạn. Nó có rất là nhiều xe nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó có rất là nhiều xe ở đây các bạn. Nó để rất là nhiều xe. Thì mấy cái loại xe này nó sẽ chia ra là 4 loại nha các bạn. Nó gồm có Class A. Class A là những cái xe bus, những cái xe bus 50 chỗ nha các bạn. Thì nó thiết kế lại bên trong hết toàn bộ. Nó gọi là Class A. Còn cái Class B ở đây á, là nó là những cái dòng xe mà 16 chỗ nè các bạn, 16 chỗ mà nó thiết kế lại bên trong. Còn Class C á, là xe tải nha các bạn, xe tải loại nhỏ rồi nó thiết kế lại hết tất cả bên trong các bạn. Thì nó chia ra ba cái loại như vậy các bạn. Và cái loại thứ tư á, thì nó là những cái remote, những cái trailer để mình kéo nó đi các bạn. Thì nó là một cái loại thứ tư. Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn coi cái khu này các bạn. Cái khu này nó gọi là Class C nha các bạn. Thì đây là những cái dòng xe tải nha các bạn. Xe tải nó thiết kế lại hết bên trong. Thì cái dòng Class C này nó sẽ có giá dao động từ khoảng 40.000 cho tới 60.000 các bạn. Tùy theo xe cũ, xe mới và tùy theo những cái loại thiết kế ở bên trong như thế nào. Thì cái giá nó dao động từ khoảng 40 đến 60.000 các bạn. Thì những cái xe này nè, nó hiệu Ford đồ này kia, Mercedes đồ này kia tùm lum hiệu. Nhưng mà cái công ty mà thiết kế lại những cái xe này, thiết kế nội thất bên trong á, là nó có là công ty Nexus nè, Freedom Airlines nè các bạn. Rồi ở bên đây là cái công ty Coachman nha các bạn. Thì những cái xe, những cái công ty này là những cái công ty nó thiết kế lại nội thất ở bên trong cái xe. Thì bây giờ để mình dẫn các bạn lên coi bên trong của một chiếc xe nó như thế nào nha. Đây là một cái chiếc xe Class C, là cái loại C. Xe này có giá bán là khoảng 60.000 các bạn. 60.000, xe hiệu Ford, công ty thiết kế là Freedom Airlines các bạn. Đây nè, cái công ty thiết kế nè, mình xin lỗi, công ty thiết kế này là Thor Motor Coach, là công ty thiết kế cho chiếc xe này. Xe này nó có giá bán là 60.000. Để mình dẫn các bạn vào bên trong coi như thế nào các bạn. Các bạn thấy không? Bên trong chiếc xe nè, đây là hai người lái nha. Ở đây là có nguyên cái khu vực bàn ăn nha các bạn. Phía trên đây là có một cái giường tầng, tivi ở trên đây luôn. Phía dàn trên này là tủ nha các bạn. Cái này là tủ nha các bạn. Rồi ở đây có thêm một cái ghế để ngồi. Đó. Còn phía bên này cho các bạn coi nè. Đây là nguyên một cái dàn bếp nữa đó nha các bạn. Bếp nè, lò nướng nè, microwave nè các bạn. Rồi kế bên đây là một cái sink nha các bạn, để rửa tay này kia. Còn ở đây là một cái giường ngủ. Cái giường ngủ này có thể ngủ được hai người. Đó. Còn phía bên trong này là nhà tắm, này có thể thấy không, nhà tắm luôn, có nhà tắm nó đàng hoàng luôn đó, nhà tắm nó đàng hoàng các bạn. Thì cái xe này nó là thuộc Class C nha các bạn. Đây là có tủ luôn nè, này là tủ lạnh nha các bạn.
à, tủ lạnh nha các bạn. Thì xe này là Classy. À, giá bán của xe này là khoảng 60.000 các bạn. 60.000 đô Mỹ các bạn. Đó. Cái này là một chiếc thứ hai cũng của hiệu Ford, thuộc dòng Classy luôn. Nhưng mà chiếc này nó sẽ mắc tiền hơn chiếc kia một chút xíu. Tại do xe với lại do cái thiết kế bên trong. Để mình dẫn các bạn vô trong coi nha. Nè. Các bạn thấy không? Bước lên xe là đây là khu bếp nha các bạn. Lò vi sóng, lò microwave. Đây là lò nướng nha các bạn. Bên đây có sofa dài. Ở trên là tủ kệ, ở phía trên này là tivi các bạn. Rồi ở đây có một cái bàn ăn, khu bàn ăn. Trên đây là một người lái và một người phụ ngồi kế bên. Rồi mình vô trong coi. Ở đây là tủ lạnh nha các bạn. Xài tủ lạnh. Cái dòng này này nó khoảng nằm khoảng 80.000, 70-80.000, mắc hơn xe kia một chút. Tại nó thiết kế đẹp hơn một chút. Đó, trong đây là phòng ngủ nè, dàn tủ nữa mà. Đó, phòng ngủ. Nhà tắm ở đây các bạn. Nhà tắm ở trong đây. Rồi mình coi ở đây nè. Đây là cũng có một cái nhà tắm nữa nè. Đó, các bạn thấy không? Thì cái này cũng thuộc dòng Classy mà nó mắc tiền hơn chiếc xe hồi nãy một chút xíu các bạn. Chiếc hồi nãy thì 60 thì chiếc này khoảng 70 mấy, 80. Đó. Bên xong, bên trong xe nhìn rất là đẹp nha các bạn. Đó, sàn thì nó được làm lại bằng gỗ hết luôn nha các bạn. Sàn gỗ hết luôn. Còn cái phía dọc dọc này thì là Class B nha các bạn. Nhóm B. Cái này là nhóm B. Xe cũ có, xe mới có. Mà nhóm B này là dòng xe 16 chỗ nha các bạn. Nó sẽ thiết kế lại bên trong. Có hiệu Ram, hiệu Mercedes, hiệu Ford rồi nha các bạn. Nó là Class C. Nó mắc tiền hơn xin lỗi các bạn, nó là Class B. Là dòng B. Nó mắc tiền hơn cái dòng C một chút xíu. Nhưng mà cái xe lại là xe 16 chỗ. Nó sẽ không có rộng bằng cái xe tải. Nhưng mà do cái máy móc xe hay là như thế nào đó, mình cũng không có rành lắm. Nhưng mà mình biết là nó mắc tiền hơn. Thì cái chiếc mà Mercedes này nè các bạn, ở Class B nè, nó đang là xe cũ. Nó được bán với giá là 90.000 các bạn. 90.000. Thì mình để mình dẫn lên bên trong coi cái như thế nào nha các bạn. Giá xe này là 90.000. Dòng này là Class B. Cái này thì nó hẹp lắm bạn. Cái bề ngang của xe 16 chỗ nó không có rộng cho nên nó thiết kế nó hẹp lắm. Nhìn nó hẹp lắm nhưng mà cũng có nè, tivi nè. Chỗ ngồi lái, tivi. Rồi tủ lạnh nhỏ. Là vi sóng, microwave. Rồi ở đây là mấy cái sink của nó nè các bạn. Sink của nó. Thì đây nó lại có hai cái giường hai bên nè. Các bạn nhìn thấy không? Giường hai bên. Đây là cửa sổ mở nhìn ra ngoài rồi nha các bạn. Đèn đuốc, tủ đồ. Hệ thống máy lạnh rồi nè. Đó. Đó. Ở trong đây thì có một cái sink để rửa mặt, đánh răng nè. Rồi này thì nhà tắm ở trong đây. Nó hơi tối một chút. Mấy xe này không có điện. Không có điện. Đó. Không? Cửa sau nè các bạn. Thì cái dòng này là Class B. Nó mắc hơn cái dòng Classy nhưng mà mình nhìn mình không có thích bằng cái dòng Classy các bạn. Classy thì nó là xe tải, nó bự hơn, bề ngang nó bự hơn, thiết kế nhìn nó rộng rãi hơn. Còn cái này thì chắc là nhỏ gọn, dễ chạy cho nên cái giá thành nó mắc hơn các bạn. Hả? Toàn bộ chiếc xe Mercedes thiết kế lại bên trong. Giá bán là 90.000, xe cũ chạy rồi. Bên đây nó cũng có một chiếc Mercedes nữa. Để mình cho các bạn coi cái chiếc bên đây. Nó nằm vô cái giá, dòng giá là khoảng 80 mấy 90.000. Đó, có một cái ghế ngồi. Cái này là xe cũ chạy rồi nha các bạn. Đó. Số rồi. Bên đây thì nó thiết kế khác một chút. Sink, bếp rồi, lò hút rồi, ở trong này có hai giường.
hai cái giường ngủ, không có nhà tắm đâu, hơi nhỏ cho nên không có nhà tắm, tủ lạnh ở đây thôi. Đó, thì cái này là hai chiếc của dòng Class B. Mình quay mỗi dòng, mỗi nhóm thì mình quay một vài chiếc để cho các bạn coi tham khảo bên trong cái xe, cái loại xe này nó như thế nào nha các bạn. Còn phía bên đây là Class A nha các bạn. Class A là cái dòng cao cấp nhất, mà xe lớn nhất, xe 50 chỗ, xe tải loại lớn rồi này kia, nó sẽ gọi là Class A. Để mình dẫn các bạn vào bên trong coi như thế nào nha các bạn. Thì cái Class A này á, thì nó có giá tiền khoảng dao động khoảng từ 120.000 cho tới 250.000, tùy theo thiết kế của xe các bạn. Nhưng mà có nhiều chiếc nó lên tới 500-600.000, 700.000 do đồ thiết kế bên trong như thế nào thôi các bạn. Ồ, các bạn thấy không? Xe nè. Đó, đây là 50 chỗ nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy thiết kế bên trong không? Như một ngôi nhà nha các bạn, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, dàn tủ với phía bên trên nè. Hai cái ghế sofa nhỏ nè, sofa dài nè. TV để bên hông đó. Ở đây là bàn ăn nha các bạn. Này là bàn ăn. Đó, kiến đồ này kia. Còn ở đây khu vực bếp. Tủ bếp đồ nè. Đó, tủ bếp rồi, sinh rửa chén rửa tay. Lò vi sóng, microwave. Còn bếp ở đây nó đóng lại nè. Đang mở ra là bếp nè. Ha ha. Đó. Là bếp. Còn đây là tủ lạnh nha, tủ lạnh xài hiệu Whirlpool nha mọi người, tủ lạnh loại lớn, tủ lạnh giống như ở nhà mình luôn vậy đó, loại lớn. Còn phía bên đây là một cái nhà tắm nè, một cái toilet nhỏ nè mọi người, chỗ rửa tay được đó. Đi vô bên trong này là một cái khu phòng ngủ nè, phòng hai người, nói hai người thôi chứ 3-4 người ngủ cũng được. Có tivi rồi này kia nè, tủ quần áo nè, kiến nè. Sâu vô bên trong này là có một cái sinh, sinh đôi, sinh lớn các bạn. Nhà bếp, nhà tắm. Đó. Trong này là nhà tắm nha các bạn. Đó. Này là dòng xe bus 50 chỗ nha các bạn. Dòng xe lớn 50 chỗ, nó là Class A. Đó, nó có rất là nhiều thiết kế nha các bạn, tùy theo mẫu thiết kế bên trong như thế nào. Rồi tùy theo đồ nó sử dụng như thế nào, da như thế nào, bàn nó là bàn đá, bàn gỗ hay là bàn bình thường như thế nào, rồi giá cả nó sẽ dao động. Đó, thì cái dòng này là cái dòng Class A này là từ 120.000 tới 250.000 là giá trung bình, tùy theo xe mới xe cũ nữa các bạn. Đó, thì mình quay sơ lược cho các bạn coi nè. Đó, các bạn thấy không? Nhìn rất là đẹp các bạn, nhìn như một ngôi nhà nha các bạn. Đó, nó thiết kế đầy đủ như một ngôi nhà vậy đó. À, ở đây là mình cho các bạn coi chiếc này thuộc Class A nha các bạn. Xe bus thuộc Class A. Nó là Tuscany. Cái logo này là logo hiệu xe của nó nè. Mình không có rành xe 50 chỗ lắm nên mình cũng không biết nó là hiệu gì. Nhưng mà mình cho các bạn biết cái giá xe này nha. Xe này được mấy nhân viên ở đây nói là xe này mắc nhất ở trong cái khu này. Nó mắc nhất ở trong cái khu này luôn các bạn. Nó là vì nó là xe còn mới với lại thiết kế đẹp, đồ dùng nó tốt. Thì cái xe này có giá 600.000 nha các bạn. Nó mắc hơn một cái nhà nữa. Các bạn nhìn thấy không? Ghế da nó rất là đặc, là mềm các bạn. Nếu mà các bạn feel được cái da ở ngoài là các bạn sẽ biết nè. Cái da nó rất mềm. Trên này là chỗ ngồi lái nha. Đây là có nguyên cái màn hình lớn smartphone luôn các bạn. Để connect điện thoại rồi, xài màn hình điện tử rồi hết nha các bạn. Thì ở trên đây là một cái tivi nhỏ. Dàn tủ nữa nè. Đó, trên này các bạn nhìn thấy không? Đây bộ bàn ăn, tivi, sofa loại dài. Phía trên là dàn tủ mà. Đó, nhìn thiết kế của nó nè. Nhân viên ở đây cho mình biết cái giá xe này là 600.000 nha các bạn. 600.000. Mấy chiếc Class A thì có chiếc cũng 120, 130.
140, 200, 250, nhưng mà chiếc này thì thiết kế đồ xịn, đồ tốt đó, nó sử dụng đồ trong này cũng là đồ xịn, đồ tốt. Này khu vực bếp nè, sinh nè các bạn, bếp nè, lò vi sóng, lò microwave, lò nướng đồ đủ thứ đó các bạn. Dưới này đó, các bạn nhìn đẹp không, khiến đồ. Bên đây là dàn tủ lạnh nha các bạn, tủ lạnh nó xài hiệu GE là hiệu tốt của tủ lạnh nha các bạn. Ở Mỹ này hiệu GE là hiệu tốt các bạn đó. Tủ lạnh hai cửa loại lớn các bạn. Bạn nhìn thấy không đó. Rồi đi vào bên trong này thì có cái giường tầng, hai giường tầng. Có thể ngủ được hai người các bạn. Đây là khu nhà tắm nha các bạn. Đó, sinh rồi nè. Đó, nhà tắm nè, khu cho nhà tắm ở trong này nè. Cửa nhà tắm nè, bình thường rất đẹp luôn, dùng đồ đẹp thôi. Bên trong đây là khu tủ với tivi nữa nè. Bên đây là khu giường ngủ. Đây là phòng ngủ lớn nha. Đó. Trong đây là một khu nhà tắm lớn nữa. Ngoài đó là nhà tắm nhỏ cho hai cái giường nhỏ, còn đây khu nhà tắm lớn cho cái phòng lớn này. Đó, các bạn có thể thấy không? Đó, sinh đôi rồi này kia các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp các bạn, nhìn cái nhà, nhìn cái xe này nó thiết kế như một cái nhà luôn, mà cái giá bán của nó mắc tương đương một cái nhà. 600 ngàn cho chiếc xe này nha các bạn. Xe này mắc nhất ở trong cái khu này luôn. Da đồ sử dụng đồ, toàn là đồ đẹp không, đồ xịn không. Ồ, mình quên giới thiệu các bạn nữa, trên đây á là nó có một cái giường nữa nha các bạn. Nè, đây là nút bấm nè các bạn. Các bạn có thể hạ cái giường này xuống. Đó, mình bấm để hạ cái giường xuống nè các bạn. Đó, thì các bạn có thấy thấy không? Trên đây là một khu giường nữa các bạn, có thể ngủ ở trên đây nữa các bạn. Đó, là một khu giường trên đây nữa. Mình bấm cho nó lên lại các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó thiết kế rất là nhiều thứ trong đây các bạn, nó không đơn giản mà bán 600 ngàn cho bạn nữa. Đó. 600 ngàn đồ phải tốt, xịn, phải có những cái thiết kế gì như thế nào các bạn. Thì ở đây là một cái loại thứ tư nha các bạn. Nãy giờ mình giới thiệu cho bạn, các bạn coi ba cái loại trước ABC rồi là thuộc về xe các bạn. Còn cái loại thứ tư này á, nó là cái remote. Nghĩa là bạn dùng xe truck, bạn kéo nó đi. Có nhiều người người ta thích mua cái loại kéo rồi người ta đậu ở đó, người ta lấy chiếc xe ra người ta chạy đi chỗ này chỗ kia. Thì cái loại thứ tư này là cái loại remote trailer các bạn, nó là trailer. Thì cái giá của cái trailer này á là 40 ngàn các bạn, giá dao động từ 40 cho đến 60 mấy ngàn thôi. Nhưng mà chiếc này, cái này là khoảng 40 ngàn. Em dẫn các bạn lên trên coi cái trailer này 40 ngàn này nó như thế nào. Đây là khu vực bếp nè các bạn, sinh nè các bạn, lò vi sóng, tủ lạnh lớn. Ở đây có một cái counter, cái quầy nhỏ, bàn ăn bên đây nha các bạn. Đó, bàn ăn nè. Đây là sofa dài. Đây là ghế massage nha các bạn. Ghế massage nó nằm trên đây đó. Các bạn thấy tủ không? Tủ đồ này kia đó, rất là nhiều. Còn cái này là tivi âm ly. Đó, những cái thiết kế này nè. Đó. Còn đi qua phía bên đây á là khu vực phòng ngủ các bạn. Thấy chưa? Mình cho các bạn coi nè. Đó. Phòng ngủ nè ha. Ở trên đây có một cái khu nhỏ nhỏ để ngủ ngồi vẫn được. Ở đây có tủ kiến. Còn bên trong đây là khu nhà bếp. Ô xin lỗi, khu nhà tắm các bạn. Các bạn thấy không? Nhà tắm nè. Đó, nhà tắm. Hay hả? Cái loại này là loại để mình dùng xe tải, dùng xe truck mình kéo đi.
Đó, thì cái giá của cái nhà này là 40, cái trailer này là 40.000. Thiết kế đẹp như là một cái nhà bên trong một cái nhà luôn. Đó, 40.000 đồng. Đó, đầy đủ tiện nghi hết các bạn. À, cái này cũng là một cái loại trailer, một cái loại dạng remote kéo nha các bạn. Để mình lên bên trong cho các bạn coi. Coi thử bên trong nó như thế nào. Ồ, cái remote này là bán rồi nha các bạn, có người mua rồi. Ồ, có người mua rồi, người ta khóa cửa rồi. Để mình dẫn các bạn đi coi cái remote khác. Rất là nhiều loại xe luôn các bạn. Bên đây là các bạn thấy không, cái remote thứ hai nè các bạn. Trong đây có rất là nhiều luôn, mấy ngàn chiếc xe rồi remote rồi đủ thứ tùm lum tùm la. Đây là một cái thứ hai nè. Giá thì nó khoảng 40 mấy ngàn thôi các bạn. Tùy theo, nếu mà đồ này xịn hơn thì nó khoảng 50-60 các bạn. Đó. Nhà bên trong là các bạn thấy khu này là khu bếp nè. Đó, xài tủ lạnh loại lớn luôn nha các bạn. Tủ lạnh hai ngăn loại lớn, tủ lạnh gia đình luôn. Đó. Bếp này là xài bếp ga. Mấy chiếc kia xài bếp điện từ. Lò vi sóng rồi. Hàng sinh nè các bạn. Đó, hàng sinh nè. Các bạn coi nè, đây là bàn ngồi ăn. Hai cái sofa nhỏ, sofa dài. Ở đây thì nguyên cái hệ thống chơi nhạc rồi này kia. Ở dưới đây. À, các bạn nhìn thấy thiết kế nó như một cái nhà vậy đó. Rồi mình dẫn các bạn vô khu bên đây. Cái nhà này, cái trailer này thì nó mắc hơn cái kia. Đó, nó có một cái khu này nữa. Sofa đồ ngồi giống như một cái phòng nhỏ nhỏ vậy đó. Bạn có thể bỏ tivi đồ lên đây. Giờ mình sẽ dẫn các bạn đi qua cái khu phòng ngủ nha các bạn. Đó, ở dưới là lót gỗ nha. Đó, này nè khu phòng ngủ nữa mà. Đó, phòng ngủ tivi đồ này kia nè. Đó, có đầy đủ hết nha, tủ quần áo đâu nè, tủ để đồ đạc đâu nè, để máy hút bụi đồ linh tinh trong đây. Rồi, bên đây là cái khu nhà tắm nè, sinh rồi nè. Đó, nhà tắm trong đây nè, nhà tắm có chỗ ngồi để tắm luôn. Ai muốn tắm đứng tắm, ai muốn tắm ngồi, ngồi xuống tắm. Đó. Thì giá xe, cái remote trailer này thì nó, ở trên đây nó có một khu giường ngủ nữa các bạn. Nè, đó, ha, cầu thang leo lên nè. Đó, trên đây con có thể lên đây ngủ được nữa. Đó. Thì cái này mắc hơn cái remote kéo kia, nó 40.000 thì cái này khoảng 50 mấy ngàn, 50 mấy 60 ngàn. Thì những loại đẹp hơn, tốt hơn đồ này kia thì thiết kế nhiều hơn thì nó mắc tiền hơn một chút các bạn. Thì người Mỹ người ta rất là thích sử dụng mấy cái loại này luôn các bạn. Cái này nó kéo đi chỗ thành phố này thành phố kia, tiểu bang này tiểu bang kia đồ, nó kéo đi chơi xong nó đậu một cái khu, nó có một cái khu parking, RV parking là dành cho đậu những cái xe này ở đó. Nó có điện, nước, đồ này kia, nó connect vô với xe. Nếu mà chiếc xe đó, dòng xe đó thì nó xài bằng xăng á, thì nó xăng dầu á, thì nó có điện, nước, đồ tự trên xe nó mở được. Nhưng mà những cái loại trailer này á, nó không có điện, nước ở trên xe. Các bạn chỉ kéo tới cái chỗ mà khu đậu xe này á, thì ở đó nó có điện, nước cho bạn connect vô cái xe để mà bạn xài. Mỹ họ rất là thích cái này các bạn. Mấy người Mỹ giàu có tiền đó, người ta hay mua mấy cái này lắm. Để sử dụng đi gia đình, đi chơi đồ này kia, đi cắm trại ở chỗ này, chỗ kia đồ. Nó rất là tiện các bạn. Không thiếu một cái gì á. Tiện nghi rất là cao. Như một cái nhà luôn các bạn. Thì cái này là một cái loại trailer nha các bạn. Trailer mà này nó là nhìn nó thiết kế giống như cái hộp tròn tròn. Để mình dẫn các bạn lên bên trong thêm coi nó như thế nào các bạn. Đó. Đây có sofa dài nè. Đó, tủ rồi. Đó. Bàn ăn nè các bạn. Tivi. Đây là traveler loại nhỏ các bạn. Sinh nè, bếp rồi nè.
Trailer loại nhỏ này thì nó nằm khoảng 40.000, ba mấy 40.000 thôi, nhưng không có mắc lắm. Đó, đây là nhà tắm nè. Nhà tắm, ở bên trong đây là hai giường nhỏ, hai giường đơn mà. Có tivi rồi nè. Thì cái loại này nó ba mấy ngàn. Tủ lạnh rồi nè. Đó là loại nhỏ, remote kéo. Trailer là nhỏ. Thì nãy giờ đi coi hết tất cả Class A, B, C rồi cái dòng trailer kéo thì riêng bản thân mình thì mình thích nhất là cái dòng C nha các bạn. Giá cả hợp lý, khoảng 40.000, 50.000, 60.000. Đó là xe tải, nhưng mà nó là một chiếc xe luôn, sử dụng xăng dầu để mà chạy máy lạnh đồ này kia, điện ở trên xe được hết luôn. Giá cả hợp lý, không mà ở bên trong nó cũng tiện nghi nữa các bạn. Chứ còn cái dòng Class B thì nó hơi nhỏ, còn cái dòng kia thì nó quá lớn. Còn cái trailer, cái đồ để kéo thì nó bất tiện các bạn. Nhưng bản thân mình thì mình thích cái Class C nhất. Nếu các bạn thích cái dòng xe nào thì để lại trong comment cho mình biết nha các bạn. Class C là dòng xe tải, nhưng mà giá rẻ lại rộng rãi, lại tiện nghi cho mình. Thì nãy giờ mình cũng quay cho các bạn coi sơ sơ bốn loại của RV nha các bạn, bốn loại của recreational vehicle, xe cắm trại nha các bạn. Class A, Class B, Class C và loại trailer, bốn loại. Thì mình cũng quay nội thất ở bên trong như thế nào, giá cả bên trong như thế nào, và các bạn coi tham khảo tìm hiểu những cái loại xe này. Thì những cái loại xe này ở Mỹ nha, theo tính theo ở Mỹ thì cái bằng lái của nó là cái bằng lái bình thường thôi, không có khác gì với bằng lái xe bình thường, không có bằng, không có cần bằng đặc biệt hay là cái gì hết đó các bạn. Thì nó chỉ là một cái bằng lái xe bình thường, các bạn có thể sử dụng cái này. Còn những cái trailer ở phía sau lưng mình, những cái trailer đó thì dùng những cái xe tải khác để kéo thôi, thì nó cũng không ảnh hưởng gì lắm, dễ mua lắm. Người Mỹ người ta thích xài mấy cái loại giống như vậy để mà đi cắm trại, đi chơi được các bạn. Thì nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, để mình có thêm động lực để tiếp tục đi review, đi tìm hiểu những cái mới lạ, những cái hay để giới thiệu tới các bạn, để các bạn biết cuộc sống ở Mỹ như thế nào và những cái cách sinh hoạt, những cái chuyện thường ngày ở Mỹ nó diễn ra như thế nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở trong một cái video kế tiếp nha các bạn. Bye bye.